Tình báo Anh giải thích lý do ông Putin hủy họp báo cuối năm. Theo các quan chức quốc phòng Anh, lý do khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin hủy họp báo cuối năm vì muốn tránh những câu hỏi hóc búa về cuộc xâm lược Ukraine. Cuộc họp báo này thường được dàn dựng cẩn thận, có sự tham gia của hàng trăm nhà báo Nga và nước ngoài đặt câu hỏi cho Tổng thống Nga về các vấn đề khu vực, quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai ngày 12 tháng 12 cho biết cuộc họp báo lớn sẽ không diễn ra trước năm mới. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 10 năm, ông Putin không tổ chức sự kiện thường niên như vậy. Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Ba ngày 13 tháng 12 cho biết cuộc họp báo là một sự kiện quan trọng trong lịch làm việc của Tổng thống và thể hiện sự chính trực của Putin. Theo tình báo Anh, mặc dù các sự kiện gần như chắc chắn được xem xét trước, nhưng việc hủy bỏ cuộc họp báo có thể là do mối lo ngại ngày càng tăng về sự phản đối cuộc chiến của Nga. Bộ Quốc phòng Anh cho biết các quan chức Kremlin gần như chắc chắn cực kỳ nhạy cảm về khả năng một sự kiện liên quan đến ông Putin có thể bị tấn công bởi cuộc thảo luận trái phép về cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Tại cuộc họp báo năm 2021, ông Putin đã trả lời câu hỏi về khả năng xảy ra chiến tranh với Ukraine. Ông từng nói rằng, "Chúng tôi không muốn điều này."